Xong là sau khi lượn cả buổi sáng thì không kiếm được một tổ kiến hay tổ ong ở mọi người ạ. Kiểu như bây giờ nó hết mất một kiến ấy. Một kiến là mùa ong nhưng không tìm được. Tìm được hết rồi. Tháng 3 âm lịch mới là cái mùa kiến đấy á. Nó phải gọi là như này. Thôi nói chung là bây giờ anh em mình sẽ thái hết ra rồi. Tôi chỉ đốt lên nướng để tí nữa cho mấy các bạn nhỏ đá bóng ở đây chén thử. Mấy cô ăn nếu không? Ăn luôn. Lông này, món này đặc sản. Ui, chín lắm, anh. Châu, chín gì? Anh đặt cho em để em đi ra đá bóng nhé. Ừ, tí nữa đừng ăn nhé. Không, tí nữa ăn. Solo luôn. Xõa răng luôn. Ok. Tí đây. Cứ mày ăn đợi xem. Ngon đây, đặc sản đây. Ê, thế mà đã vàng vàng rồi đấy. Khả năng để tí nữa ra. Ok đấy. Ôi trời. Thử miếng ngon không? Ui, đặc sản Hàn Quốc đấy. À, Hàn Quốc, đặc sản Hàn Quốc. Hàn Quốc có màu vếu. Ừ. Biết vếu gì không? Nhưng mà nó ngậm xưa hay gì? Ai xa. Biết ăn món này không? Biết ăn món này không? Có. Quá đặc sản. Dạ. Cũng biết thưởng thức hết đấy nhỉ? Sao không biết nhỉ? Ừ. Nó gì vậy đấy? Hay là xem phim nhỉ? Cơ. Ăn rồi. Nói. Nó ăn gì vậy? Hả? Nướng cái này. Cái bì quy à? Ây da, mất đấy. Khá là ngon rồi. Thơm nước mũi rồi. Ui. Đặc sản Hàn Quốc đây. Ui, nóng ghê. Chậm thế nhỉ? Yếu đuối thế nhỉ? Mời tao mời ra không cứ bảo phải sao ấy. Cháu thì có chậm gì cả. Ăn thua gì? Rồi được rồi, để tí nữa. Okay. Đốt mặt kia đã. Sắp sửa ngon rồi. Ok. À. Bia. Nó cứ từ từ dần dần nó chín hẳn. Bia to thì chín này. Anh ngâm vào giấm ăn đi. Ừ. Thế anh chán chín hơi đi trong vào giấm ăn nhé. Chán gì ấy? Ngon quá. Ừ. Nó chán rồi, ăn luôn được ạ. Chín hẳn. Bia to thì chín hẳn. Chắc là nắng nóng anh đang chủ trọng mình mới xong được. Chú thử cứ ăn ba ơi. Chào các bạn ơi. Ơi, chào các bạn. À làm gì? Hôm nay anh em mình sẽ quyết định xóa.
uống bia không chứ? Uống bia không? Đi nha. Đấy. Ok. Đã, bia đúng nhỉ? Mời mọi người chưa? Để ăn gì đúng rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Tất cả mọi người nhá. Ai gom lấy mấy cốc? Hai cốc. Một trò lọt coca. Càng hẳn không có gì ngon thế. Không, ba thử miếng bà. Rồi bà này lấy bia nhá, lấy đấy nhá. Ừ, ông Trung. Ông thử miếng không? Đấy. Ông ngồi luôn sang đây đi. Ông ngồi sang đây. Ngồi sang đây. Đây. Vào lắm ạ. Con mình nhậu hết thế này. Đấy, cứ mau đi. Ra cho ông ngồi kia cho mình thử máy đi nhá. Món ăn ngon. Ba thử miếng bà. Ngon à? Ngon. Nằm trâu đấy. Nằm trâu. Trâu á, ngon lắm. Ok. Nằm bò nó vui hơn. Trâu ngon hôm nay kiếm đây nằm trâu à? Vâng. Đấy ông, ông thử đi. Ok. Mời mọi người mới đi ấy. Người đông nhá. Đúng không? Ăn ngon lắm ạ. À, ngon luôn. Cực kỳ ngon. Chấm hồng nhất, chấm. Đâu không? Rồi. Không vui. Dạ. Không vui. Không vui mà. Không vui như nằm bò. Món này nhậu rất sợi luôn. Còn cái mũ nước nóng kìa. Mũ đẹp không? Mũ đẹp. Mũ đẹp. Ấy. Anh cắn cho nó miếng chi? Rồi cắn cho nó miếng nhỏ. Ăn ngay mà. Đấy, cho nó ăn miếng. Cho nó miếng thật nhỏ luôn. Đây. Cho nó miếng. Ăn không? Ăn không? Mình bịp. Con này cũng mình bịp rồi ạ. Con thấy là cho mình bịp ăn là nằm. Nó không ăn. Không ăn được rồi. Cái này nó ăn này. Mày phải cho nó ăn chấu ấy. Đấy nó ăn đấy. Đấy. Đấy không chơi nữa. Thôi tí nữa thì cho nó ăn một miếng nữa, bát miếng thịt nhé. Ok. Hảo la, hảo la. Hảo à. Giỏi. Không chấm. Không sao, không sao, không sao. Cũng mượn cái đĩa anh cho tao một đĩa. Anh ơi, cho cháu mượn cái đĩa nhé. Ông ta đâm ăn được không? Đâm không? Anh cho ăn được không? Đâm cũng đi anh. Đâm trâu. Béo béo trâu, béo trâu. Béo trâu. Béo. Béo béo. Đâm đâm đâm. Đang lấy đĩa cho ông. Hả? Đây, tôi xem. Thầy cũng nào hay là ai làm đây? Cháu làm đấy. Cháu một cái cốc nữa. Cháu bao? Cháu nào? Đây, à, một cái cốc nữa. Đây, quỳ. Sao? Kéo tay anh xin một cái hoa tay nào không một kéo ấy. Ôi, kéo gì? Kéo tay. Kéo tay nữa. Nó nhận nó làm. Ừ, em đấy. Đây, thằng nào? Giữ cô nó làm thằng con làm cái đó. Rồi. Ảo la. Rồi. Rồi, hãy là dai dọn sự sực rồi. Dai dọn sự sực. Thử miếng đi anh. À, chưa đặt ra. Nhưng mà nó vừa rồi. Muối à, không từng móng mà. Có nên từng rồi à? Không hôi như kiểu nó bò áo. Đây là mình làm trâu đấy. Quá, cháu là trâu. Ôi, anh bỏ con con. Ôi, anh bỏ con. Anh nằm trâu. Con này là anh bỏ con. Đi ạ, lấy đưa đâu? Như kiểu là trâu trâu. Ông này là... Không. Ăn bia này. Cháu một trà bia nữa. Thôi gì nhỉ, ta mang nhỉ? Béo. Béo anh cứ béo đi. Béo trâu, ai lại nằm rồi. Béo. À, dân nhỉ? Không, 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 có dân sao tao thương à? Không, hôm nay thì có thịt không. Không là nằm đứng thịt trong béo ấy. Cái cài nữa. Cái cài hết cài này. Còn đấy à? Đây là chim, chim nhỉ? Cày lắm. Cày à? Cày mấy? Ngon một cái. Bia đen à? Ngon. Tiệp ấy. Bia đen bia tiệp. Bia không cặp rồi. Làm tí mẹ nó làm tí bia đen đấy nhỉ? Nó phải rực lên thôi. Làm tí chưa kịp nó nói. Chơi.
nó sút vào. Ăn vội chứ. Chà. Ăn ngay cái vội chứ. Hết nhá. Hết nhá. Tôi chả mấy khi có mùi mẻm nhỉ. Cái gì? Rồi hôm trước kìa. Mẻm. Mẻm trâu. Bảo độ tầm anh em mình phải tầm hơn 20 năm thì chưa ăn phụ tế bố. Trời ơi, nhỏ suốt. Kiều chắc là ăn thử bỏ. À ừ nhỉ. Ui, cho anh ngóng nào. Không cho. Rồi. Ngon lắm. Được. 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 Đấy. Thế ông anh chờ đây. Anh mẻm trâu. Đấy. Nhìn giống cục thịt nạc lắm nhỉ. Như kiểu anh, chú cười gì nhỉ? Cười. Ok. Anh được rồi. 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 Anh Ừ. Không, tính cho tôi cân ra. Ui, cho ăn thì mình ướt đấy ạ. Tôi cho nó ướt kia đấy. Ơ, ừ, rất là đỏ đấy. Được cảnh thì nó ướt, nó đã bị cay. Ok, rô. Chẳng rô. À, thế à. Chẳng là chẳng nhá. Ok. Đây là mặt hàng đây mà ai mà đi tiền đạo Hàn Quốc tại công ty ơi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là khu trung tâm thương mại tên Bảy Hải. Chuyên sản xuất bia rượu Á Đông. Bia không phải sản xuất mà gọi là khu vui chơi giải trí và cung cấp cho người tiêu dùng, cung cấp hàng hóa cho anh em. Quanh năm bia rượu. Uống bia rượu không biết chán. Say rồi. Chỉ biết say thôi. Đi ăn đi. Hôm nay là ngán à? No. No cái gì? Cái món này cũng lấy đâu. Em ăn từ cái lúc tớ lắm rồi. Ăn ngủ là khi nào no được. No. No quá. Đây mà cho ăn một tiêm vào nhỉ? Ăn thì ngon. Chú cũng cảm thấy no. Đâu, mới đầu em định kiếm tục kiến cho đấu giá. Nhưng mà không có. Hết tục kiến rồi. Hết tục kiến rồi à? Kiến là tháng 3 đúng không? Đó, nó còn giảng hết rồi. Giảng hết. Ở ngoài tù rồi ấy. Chúng nó bảo dưới keo hả? Dưới keo như tạc kiến đỏ ấy. Kiến lá. Lá gì? Kiên cái bọn nó vậy cũng đang ăn. Ừ. Ăn cái kia đấy. Có mà. Ăn cái kia này á. Nó quay luôn cái kia. Đây đây. Nó làm ở sắt cái nước. Không. Chứ cho một chùm lá. Không phải chùm lá chứ. Đâu ăn cái chùm. Chùm đấy mà chúng phải bắt được con nói. Chùm lá đấy á. Thôi. Đấy là. Chờ chưa? Chờ chút đó không? Thôi. Thôi. Kiếm nó đỏ. Và đỏ đỏ. Nó đỏ đấy. Kéo nó. Cái bú cầm này á, ôm như này được nửa cái xe lôi này á. Anh cường là bán cho thịt. Ok, thịt rô thịt hiểm á. Hôm nay lên rồi hết thịt. Anh phải dành được thịt. Ok. Rô.